thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Cũng phải nói con này là dạ. Đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Ừ. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm. Nhưng mà đi tán gái thì thôi. Hồi đó xiếng đi tán gái xiếng lắm. Đi từ Sài Gòn về Vùng Tàu mà mon hết mấy cái lục xe. Cứ tuần đi một hai lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi. Ngay sạc pin hai lần không đủ. Suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết à. Xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá. Xong xuống nói chuyện với ba mẹ em xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới em không có mời những cái người người ta theo đuổi em. Người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không? Dạo này em sống như thế nào rồi? Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy ghen thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông anh tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á, thì em phản ứng như thế nào? À, dùng chiêu thôi. Anh tát phát là em giả vờ, nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Không làm gì? Anh sợ quá, anh bảo, ôi anh lạy em tỉnh dùm anh đi. Em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Giả nằm chết im luôn, giả chết luôn. Không, cái lúc đó thì em như thế nào? Cái lúc mà anh nhìn thấy vợ em nằm. Hồi đó đang mang bầu nè, tưởng là thiệt. Anh quỳ xuống anh lại anh bảo thôi em đừng có chết, chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau cuối cùng em làm sao để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là Hô hấp sao mà không để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi miệng ra chứ sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp. Xong rồi hả không được. Xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó. Xong bắt đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy, mà hồi sinh đó. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì. Em bảo nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên. Em nhắm anh như vụ em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? Tại hồi đó chơi game nó cưới cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời em bắt lựa chọn. Một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị dùng. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Em đi mua 3 lon bia về, em đổ hết vào toilet. Em chừa lại một miếng em uống thôi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn xỉn nói nhảm. Coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ, cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn, rồi lấy nước cho uống, rồi lau người. Ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi. Có thử hết mùi chưa? Thế ngửi xong rồi bỏ má vô đây này. Coi thử có thở nữa không? Sợ chết nữa. Em nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ không có biết bầu hồi đó có bầu đi làm về tự nhiên thấy mấy đứa chơi á. Tự nhiên nghiện luôn. Thế bây giờ hết chơi game phải không? Dạ giờ hết thì chưa? Đỡ chắc rồi chưa? Bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua. Có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười? Dạ. Chơi cái không? Có. Dạ, có không chơi game nữa thì đi tán gái. Ồ trời đất ơi sư phụ. Là sao tán gái là sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ với em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Rồi có say nắng cô nào không? Có chứ. Có say cô nào? Không biết là sao nữa. Dính vô em chả hiểu. 3-4 tháng rồi nhưng em dính được. Em dính luôn.
Trời ơi, mà biết có sâu nặng biết. Không? Dạ, cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng chưa. Mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy. Hỏi ủa tại sao không, mày game vậy? Không có lập trường dạ, không biết nữa. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à? Vậy thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa em mệt mỏi á, tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi, còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chợ vợ con đi đây đi đó, mà con bé em thì khó lắm, đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói nó này nó kia, thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có là lý do là để em say nắng cô kia hay là còn lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì? Chắc là cô bị người ta cám dỗ. Thương quá. Cô đó cũng làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sao tự nhiên nó không biết sao tình cảm nó cứ tới tới. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có cái gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cũng đi làm. Cô đó hiền hơn vợ em không? Chắc là hiền. Hiền hơn hả? Cùng vậy ạ. Cũng vậy à. Ô, đều. Người ta thường là người ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon lành hơn đúng không? Hoặc là vợ mình không bằng người cái người kia. Còn này thì mình mới say nắng. Còn này dưới gièm không à, cũng bình thường tự nhiên say nắng là lãng nhắc. À, hồi đó chứ hai vợ chồng hai cứ cãi đi chơi cãi nhau dạ, cho buồn bã dạ, buồn chơi cho chơi, vui thôi chơi, nhưng vui. Mà em biết là cái người kia người ta quấn rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? À, em là em gái của anh Dương đây, em nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu ờ chị với anh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau này em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chả biết là anh này có vợ đâu, bị lừa dối mà. Xong em bảo là ờ, nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi, chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh lại phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Tính bằng cái gì? Bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. À, chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Dạ, lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. À, em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao. Thì anh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao. Ý như này đó. Em không dạ, đúng biết rồi, sao. Em không biết sao. Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi luôn. Đi một tuần xong rồi xin gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì, đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra, người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi sao vợ em có vợ gì? Có hồi đó không có ngày cứ kể cứ mỗi lần đi ngủ á bà cứ thủ dao mọi người à. Là sao đi ngủ dạ. Dao là để đâm em đúng không? Không phải, bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn này gì của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay. Không biết. Cắt ngón tay hay là cắt tóc? À, không biết chắc là. Hay là hẻo lỗ tai. Thế là cho nên hồi đó giờ đâu có nhắm tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ mà có mài dao không? Có chứ, em mỗi lần em đi mài dao là ở ngoài lấy quần mặc đó. Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần riêng xong rồi á hả? À, lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em nằm ngủ trên gác, ảnh trải chiếu nằm dưới đất, xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này này. Nói chung là lúc đó bà hoang mang bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào nghĩ là hồi vợ đó, em dám làm gì đó nhìn vậy chứ mà nhát lắm. Không biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à, bị hoảng loạn đúng đó, không đó, tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn chắc là do em đó chưa. Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi, mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc 2-3 cái quần, rồi thậm chí là lấy cái sợi dây nịt buộc cứ ngắt mở đèn sáng chân mà hai cái tay để gì sao ngủ. Em thấy nửa đêm em mắc cười của em đi xuống lấy tay em khò quậy, anh vậy em ôm cái chăn chặt cứng lại, anh cứ má xong thế giữ chặt cứng như thế này. Cái anh quỳ anh xin à, em ơi đừng có cắt, đó là tài sản cuối cùng để em đi tán gái.